Nổi tiếng là vùng đất có khí hậu ôn hòa mát mẻ, Đà Lạt được ví như thiên đường của các loại thực phẩm rau củ sạch, trong khi có nhiều thực phẩm tầm hóa chất từ khâu nuôi trồng đến khâu xuất khẩu đến tay người tiêu dùng thì hàng nghìn người Việt Nam lại ưa chuộng các mặt hàng ở xứ sở sương mù này. Đặc biệt là cà chua vàng, ngoài chứa nhiều hợp chất có lợi cho sức khỏe, khả năng làm giảm nguy cơ lão hóa, nó còn có màu sắc độc đáo, đẹp lạ mắt. Nên, ngoài việc làm thực phẩm, nhiều người ở khắp nơi đã tìm đến Đơn Dương, Đức Trọng để mua cây giống về trồng làm cảnh trong nhà với giá 15.000 đồng trên một cây. Và cà chua vàng được du nhập vào Đà Lạt, Lâm Đồng đã hơn 10 năm trước. Một số nông dân đã mạnh dạn trồng thử nhưng hầu hết đều thất bại. Tuy nhiên, hiện nay, do áp dụng công nghệ kỹ thuật hiện đại nên các giống cà chua tại Đà Lạt phát triển rất tốt. Người tiêu dùng rất ưa chuộng các sản phẩm cà chua ở đây. 2 trái hoặc 3 trái.